lại với channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ có một chủ đề liên quan tới lỗ chân lông. Về xây kích lỗ chân lông thì năm ngoái mình đã từng làm một video cho mọi người rồi, và mấy hôm nay thì mình lại nhận được những cái comment ở phía dưới video đó. Mọi người bảo là mặc dù đã áp dụng những cái bước, những cái sản phẩm đó rồi nhưng mà lỗ chân lông vẫn không thấy cải thiện. Thì bây giờ mình xin chia sẻ cho mọi người 8 thói quen sai lầm khiến cho lỗ chân lông của chúng ta ngày càng to hơn nhé. Trước khi đi vào với nội dung chính của video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói qua một chút về cấu tạo của da. Thì da của chúng ta gồm có 3 phần là hạ bì, trung bì và thượng bì. Thượng bì thì còn gọi là biểu bì. Cái phần lông và nang lông thì thuộc về trung bì và thượng bì. Nang lông thì trải dài trên toàn bộ cơ thể của chúng ta trừ những vùng như là môi, ở phần bàn tay và phần bàn chân thôi. Cái nang lông sẽ tập trung nhiều hơn ở phần vai, da cổ, da mặt và da đầu. Mọi người quan sát trong hình thì sẽ thấy được là cái tuyến bã nhờn của chúng ta được nối chung với nang lông, và bã nhờn thì tiết ra để tạo một cái màng bảo vệ da khỏi vi khuẩn rồi những tác hại bởi môi trường, đồng thời là giúp giữ độ ẩm và không cho nước ở trong phần da bị thoát hơi da nữa. Nói chung là cái bã nhờn ở trên da của chúng ta rất là quan trọng. Tuy nhiên thì không phải là ai cũng có được một cái sự điều tiết bã nhờn ổn định và nó hợp với da. Việc da của chúng ta bị kích thích tiết ra nhiều dầu nhờn hơn mức bình thường mà lại không được làm sạch sâu, làm sạch đúng cách thì sẽ dẫn tới việc là bị bít tắc lỗ chân lông. Lỗ chân lông bị bít tắc thì sẽ hình thành mụn, và tất cả những cái thể loại mụn trên đời này thì đều làm tổn thương, đều khiến cho lỗ chân lông của chúng ta bị viêm và phình to ra hơn. Đó chính là lý do mà tại sao những bạn mà có da dầu nhờn thì sẽ dễ bị lỗ chân lông to hơn là những bạn có da bình thường. Biết được nguyên nhân rồi thì cái biện pháp ở đây là chúng ta cần phải sử dụng những sản phẩm mà giúp giảm dầu, điều tiết dầu và cấp ẩm đủ cho da để da được cân bằng giữa dầu và nước. Nhưng mà ngay kể cả khi mà chúng ta đã áp dụng đủ các cách như vậy rồi thì một ngày đẹp trời nào đó do yếu tố bên ngoài hoặc là bên trong nội tiết tố thay đổi thì da của chúng ta hoàn toàn vẫn bị tiết dầu nhờn một cách bất chợt và bị lên mụn. Nói như vậy để mọi người hiểu là cuộc chiến đấu với lỗ chân lông là một cuộc chiến rất là dài hơi. Nhiều khi chúng ta cần phải chăm sóc da cả đời để da duy trì được cái lỗ chân lông như vậy, để lỗ chân lông không bị mở ra to hơn. Rồi ok, bây giờ không nói nhiều nữa, mình sẽ quay lại luôn với 8 sai lầm mà chúng ta hay mắc phải khiến cho lỗ chân lông của chúng ta to hơn. Và khi biết được 8 sai lầm này rồi thì hy vọng là mọi người sẽ tránh được nó và để làn da của chúng ta được tiến gần hơn tới cái việc là có một lỗ chân lông được size kit nhé. Sai lầm đầu tiên đó chính là rửa mặt quá nhiều lần trong một ngày. Rửa mặt là tốt, đặc biệt là những bạn nào mà có da thiên dầu, mọi người đang có cảm giác nhờn nhờn nhác nhác khó chịu trên da mà được lột đi tất cả những cái lớp đó thì sẽ cảm thấy rất là thoải mái đúng không? Tuy nhiên nếu như mà chúng ta rửa mặt quá nhiều lần trong một ngày thì thứ nhất là cái chất hoạt động bề mặt, cái chất làm sạch ở trong sữa rửa mặt đó nó sẽ tác động nhiều lên da thì nó sẽ gây là không tốt cho cái lớp skin barrier, cái lớp màng bảo vệ da. Nói chung nó sẽ làm mỏng, làm mòn và làm nhạy cảm hơn cái lớp bề mặt trên cùng của da. Tiếp theo nữa là việc mà chúng ta lấy đi tất cả những cái lượng dầu và nước tự nhiên như vậy thì sẽ kích thích da, sẽ kích thích tiết ra nhiều dầu nhờn hơn nữa để cân bằng lại cái độ ẩm tự nhiên. Và khi mà dầu nhờn lại tiết ra nhiều liên tục như vậy sau mỗi lần mà chúng ta rửa mặt xong thì lỗ chân lông của chúng ta sẽ phải hoạt động liên tiếp và ngày càng mở to ra hơn. Vậy thì biện pháp ở đây là gì? Đó chính là rửa mặt tối đa ngày 2 lần vào sáng và tối thôi. Còn buổi trưa nếu như sau buổi sáng hoạt động mà có nhiều bụi bẩn và dầu nhờn nó tiết ra nhiều ấy thì mọi người có thể lấy micellar water hoặc là toner cho ra một cái bông tẩy trang rồi lau sạch sẽ toàn bộ những cái dầu nhờn cũng như là bụi bẩn đó. Về sữa rửa mặt thì hôm nay mình có 2 sản phẩm để giới thiệu cho mọi người. Vì là mình chia sẻ cho mọi người khá là nhiều những cái loại sữa rửa mặt khác rồi ấy thì hôm nay mình đưa vào đây 2 nhân vật mới tinh luôn. Đầu tiên chúng ta sẽ có gel bí đao rửa mặt của Cocoon Việt Nam. Bạn này thì không sunfat và có chiết xuất là từ rau má, tràm trà. Độ pH 5.5 mình thấy rất là phù hợp để làm sạch cho khuôn mặt, thế nhưng mà vẫn giữ lại được cái độ ẩm tự nhiên cho làn da. Còn bạn nào mà lười tạo bọt bằng tay thì mọi người có thể tham khảo cái bạn bọt rửa mặt cleansing foam sẵn như thế này đây của Neugen. Neugen thì có khá là nhiều những cái loại khác nhau, mình đã sử dụng qua trà xanh rồi rất là ok. Còn dạo gần đây mấy hôm nay thì mình mới bỏ cái bạn cereal là cái bạn ngũ cốc này ra để sử dụng thì cũng cảm thấy rất là thích. Thì đây là 2 cái nhân vật có mức giá bình dân và mức giá cao hơn một chút xíu, mọi người có thể tham khảo và chọn được một cái sản phẩm vừa dịu nhẹ vừa làm sạch sâu cho da của mình nhé.
Sai lầm thứ hai đó chính là sử dụng giấy thấm dầu quá nhiều lần trong một ngày. Giấy thấm dầu là một cái phát minh rất là vĩ đại, nhiều khi nó còn là cứu cánh của con gái bọn mình, đặc biệt là những bạn nào mà có da dầu đúng không? Mình nhớ là ngày xưa khi mà mình còn đi học ấy, thì xong mấy đứa ngồi cùng bàn cùng nhau thấm dầu thì nếu như mà mình thấm ra được nhiều dầu hơn ở trên cái giấy thấm dầu, mình còn thấy sướng hơn cái đứa bên cạnh nữa đúng không? Không biết mọi người có cảm giác đấy không, nhưng mà đúng là ngày xưa mình có như vậy. Thế nhưng mà sau này khi mà tìm hiểu về da nhiều hơn thì mình thấy là trừ những trường hợp mà bắt buộc chúng mình cần phải sử dụng giấy thấm dầu để cho có một cái ngoại hình tốt hơn, để đi gặp một ai đó quan trọng hoặc là trong một cái dịp nào đó chẳng hạn, thế thôi. Còn lại là nên hạn chế sử dụng giấy thấm dầu, cũng không nên thấm dầu quá 2 lần một ngày. Đó, bởi vì là cũng như cái cơ chế vừa rồi thôi, là khi chúng ta thấm đi tất cả những cái lớp dầu nhờn tự nhiên thì da sẽ tự kích thích sản sinh ra nhiều dầu nhờn hơn, và cái lỗ chân lông của chúng ta lại phải hoạt động mở đóng nhiều hơn, và dần dần nó cũng sẽ to ra hơn. Thì thay vì cái việc là sử dụng giấy thấm dầu quá nhiều lần như vậy thì về nhà chúng ta hãy chăm sóc da như bình thường, đồng thời là kết hợp thêm với một số những cái loại mặt nạ đất sét để giúp hút đi những cái bã dầu nhờn cũng như là giúp điều tiết cái việc sản xuất dầu ở trên da mọi người nhé. Một số những cái dòng mặt nạ đất sét mà mình đã từng review cho mọi người rồi, đây cũng là những cái sản phẩm mà rất là phổ biến ở trên thị trường, thì chúng ta có mặt nạ đất sét của Innisfree và mặt nạ đất sét của Kiehl's. Bên cạnh đó thì dạo gần đây mình còn thấy có một bạn này cũng rất là ok cho những ai mà có da dầu mụn, lỗ chân lông to, đó chính là Salicylic Acid 2% của The Ordinary. Thì nếu như bạn nào đang có da dầu mụn, lỗ chân lông to thì mọi người có thể tham khảo một trong ba sản phẩm này, áp thêm vào routine của mình hàng tuần. Một tuần mọi người sử dụng 1 cho tới 2 lần để nó giúp là hút những cái bã dầu nhờn cũng như là làm thông thoáng lỗ chân lông hơn nha. Tẩy da chết quá mức thì không chỉ làm tổn thương tới lỗ chân lông đâu, mà nó còn làm tổn thương tới toàn bộ bề mặt da của chúng ta nữa cơ. Đặc biệt là những bạn nào mà đang sử dụng những cái loại tẩy da chết vật lý dạng hạt, dạng scrub thì nó rất là tổn thương tới cái bề mặt da của chúng ta. Chính vì vậy nếu như bạn đang có da dầu mụn, lỗ chân lông to, mà thực ra dạng hạt thì cũng có nhiều loại hạt ấy, có những cái loại hạt nó cũng rất là nhỏ thôi, thì mọi người có thể sử dụng là 1 cho tới 2 lần một tuần. Thế nhưng mà được hơn thì mình sẽ khuyên mọi người, đặc biệt là những bạn nào mà còn mụn ấy, mụn mọi người còn mụn đầu đỏ mà nó hơi nghiêm trọng một chút xíu, thì mình sẽ khuyên mọi người là sử dụng những cái loại tẩy da chết vật lý dạng gel thì nó sẽ dịu nhẹ hơn cho bề mặt da. Và sau một thời gian da đã được khỏe lại rồi, mụn đã giảm đi, thì mình khuyên mọi người là chuyển ngay sang sử dụng tẩy da chết hóa học, vì tẩy da chết hóa học thứ nhất là hiệu quả hơn, thứ hai là nó không có tác dụng kiểu vật lý trực tiếp lên bề mặt da, thì nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn đối với những cái vùng da đang bị mụn hay là lỗ chân lông to của chúng ta. Và với tẩy da chết hóa học thì mình đã có làm một video đầy đủ cho mọi người rồi, mọi người có thể click vào để xem lại nha. Trong video ngày hôm nay thì mình chỉ nhắc qua nhanh cho mọi người thôi. Thì đối với những cái loại tẩy da chết có thể sử dụng hàng ngày mà chăm sóc tốt nhất cho lỗ chân lông đúng như nhãn hàng có ghi ở trên bao bì, thì chúng mình có thể sử dụng cái bạn Cosang 2-in-1 Poreless Power Liquid này đây. Cái bạn Cosang ở đây thì mình sử dụng rồi rất là thích luôn ấy. Mặc dù da của mình thì cũng chỉ có lỗ chân lông to ở hai phần bên má này thôi, nhưng mà mình dùng nó như toner, vừa làm sạch da sâu vừa làm thông thoáng lỗ chân lông, nói chung rất là thích. Thì những bạn nào mà muốn mua tiết kiệm vừa tẩy da chết vừa toner thì mọi người có thể sử dụng bạn này nhé. Ngoài ra thì còn có một số những cái dòng khác là AHA, BHA của Cosrx, cái dòng toner màu tím nữa cũng được. Rồi bạn toner của Lô Hội của Benton cũng được, cũng có 0.5% BHA, đều là những cái nồng độ dưới 1% chúng ta có thể sử dụng hàng ngày được. Ngoài ra thì ở nồng độ cao hơn thì chúng ta sẽ có đầu tiên là bạn Paula's Choice 2% BHA này, hoặc là bạn Cosrx màu đen liquid cũng được, bạn đó cũng được. Hai bạn này thì mình thấy khá là tương đương nhau, và vì là nó có tới 2% là BHA thế nên là chúng ta có thể sử dụng tuần khoảng 2 cho tới 3 lần, hoặc là da ai mà khỏe ok ấy. Thì ví dụ như mình ấy, thì mình đang dùng cái bạn mini này, thì mình dùng có những cái hôm mà mình cảm thấy là mũi của mình nó nhiều đầu đen quá, mình dùng hàng ngày bạn này luôn vào vùng mũi và ok, không sao cả, rất là hiệu quả luôn. Thì mọi người cứ tùy để điều chỉnh cái lượng dùng thôi. Mình thấy là nếu như mà chưa dùng bao giờ ấy thì khoảng 2 cho tới 3 lần một tuần là ok. Tăng lên là 2 ngày thì sử dụng một lần, rồi sau đó 1 ngày sử dụng một lần cũng được. Cái này thì mọi người cứ vừa dùng vừa tự cảm nhận nha.
Tia UV là tác nhân chính gây nên tất cả những vấn đề lão hóa của da, nó ảnh hưởng trực tiếp tới cấu trúc da từ bên trong nói chung cũng như là lỗ chân lông nói riêng. Và bên cạnh đó thì ánh nắng mặt trời còn khiến cho những cái ổ mụn viêm ở trên da của chúng ta càng ngày càng phình ra to hơn nữa, nghiêm trọng hơn, bị tổn thương hơn, cũng dẫn tới việc là lỗ chân lông của chúng ta bị mở ra to hơn. Chính vì vậy mà việc sử dụng kem chống nắng từ sớm là một cái biện pháp rất là tiết kiệm lâu dài, giúp ngăn ngừa được cái việc lão hóa da, đồng thời là duy trì được cái kích thước của lỗ chân lông. Kem chống nắng thì mình đã có rất nhiều video cho mọi người rồi, mình sẽ để cái link video liên quan tới kem chống nắng gần nhất ở phía trên này, mọi người có thể mở ra xem để tìm một loại kem chống nắng phù hợp nha. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ có một nhân vật mới tinh. Bạn này thì mình cũng nhận được rất là nhiều những lời yêu cầu review của mọi người và mình cũng mới sử dụng thôi, đó chính là Centella Effect Sun Cream của Skin 1004. Thì đến khi mà mình sử dụng cái sản phẩm này thì ngoài cái bạn sữa rửa mặt ra thì đây là sản phẩm mình thích nhất của Skin 1004 luôn. Bởi vì là đầu tiên là nó là một cái loại kem chống nắng vật lý mọi người nhá, có SPF 50+ và PA 4+ khả năng chống nắng tối ưu. Bên cạnh đó thành phần chính là Centella Asiatica thì giúp làm dịu da. Ngoài ra thì còn có niacinamide giúp chúng mình điều tiết bã nhờn cũng như là chăm sóc lỗ chân lông nữa. Khi sử dụng thì chúng mình sẽ lắp lên, sau đó thì mới lấy cái texture ra. Cái texture của bạn này thì cũng rất rất thích mọi người ạ. Nó dạng giống như là dạng sữa, nó là dạng sữa nhưng mà có màu giống như là cái màu của foundation ấy. Nhưng mà rất là thần kỳ, khi mà thoa lên da thì lại hoàn toàn trong suốt, không hề để lại một chút màu gì trên da mọi người ạ. Thấm vào da cũng rất nhanh nữa. Nói chung với cái bảng thành phần an toàn cùng với là cảm nhận ở trên da thì mình thấy đây là một cái loại kem chống nắng sẽ phù hợp với mọi loại da, đặc biệt là những ai mà có da thiên dầu, lỗ chân lông to. Mọi người cần tìm một cái loại kem chống nắng vừa có khả năng chống nắng và khả năng kiềm dầu cũng như là chăm sóc lỗ chân lông nhé. Sai lầm thứ 5 đó chính là sử dụng những sản phẩm mà có chứa những thành phần gây bí tắc lỗ chân lông, những thành phần mà dễ gây bí tắc lỗ chân lông, ví dụ như là shea butter này, rồi coconut oil, rồi beeswax là từ sáp ong. Những cái thành phần này thì thường xuất hiện ở trong những cái dạng body lotion, ví dụ như là cái body lotion của Burt's Bees mà mình đang dùng đây thì nó có chứa sáp ong và shea butter, nó rất là dày mọi người ạ. Thì những cái texture dày như thế này mà khi chỉ hợp để thoa cho body thôi, còn khi mà thoa lên một cái làn da dầu nhờn thì chắc chắn nó sẽ gây bí tắc lỗ chân lông. Thế nên là mọi người lưu ý nhá, mặc dù nó thường nằm trong body lotion nhưng mà một số những cái loại cream, những cái loại kem dưỡng đặc biệt là dành cho da khô thì vẫn có chứa những cái thành phần này. Thì những ai mà có da dầu mọi người hãy tránh những cái thành phần này ra để không rơi vào cái trường hợp là mua nhầm kem dưỡng sau đó thì có ác cảm với việc là sử dụng kem dưỡng cho da dầu nha. Niacinamide sẽ là một thành phần rất rất tốt cho những ai mà đang có da dầu mụn, lỗ chân lông to. Thì mình có hai sản phẩm ở đây cho mọi người. Đầu tiên là Niacinamide 10% và Zinc 1% của The Ordinary. Còn ở đây nữa là Yuja Niacin của Some By Me. Thì đây là hai cái loại serum mà chứa niacinamide rất là tốt cho da có lỗ chân lông to, mọi người cũng có thể tham khảo. Texture của hai bạn này thì đều rất là dễ tán. Cái bạn The Ordinary này thì cái texture của nó sệt hơn một chút xíu, nhiều khi nó cũng hơi dày dày ở trên mặt. Còn cái bạn của Some By Me này thì texture lỏng, rất là dễ tán, thoa lên da thì thấm thấm rất rất là nhanh luôn. Không dưỡng ẩm cho da dầu mụn là một trong những sai lầm mà mình thấy rất rất nhiều người mắc phải. Đầu tiên một số bạn thì có mua kem dưỡng rồi thế nhưng mà mua nhầm phải cái loại không hợp với da của mình, thế là từ đó có ác cảm đối với việc sử dụng kem dưỡng. Một số bạn khác thì cho rằng là da của mình đã dầu nhờn khó chịu rồi, đã đủ ẩm, đủ nước, đủ dầu như thế này rồi thì không cần phải thoa thêm bất cứ một cái loại kem dưỡng nào nữa. Thì đấy đều là những cái quan điểm sai lầm mọi người nha. Vì vẫn quay trở lại với cái quy tắc ban đầu là khi da không được cấp đủ ẩm, da không đủ nước thì da sẽ tiết ra nhiều dầu hơn, lỗ chân lông to hơn, đó là một phần. Tiếp theo nữa là khi da không đủ ẩm thì da không được căng mọng, thì cái cảm quan mình nhìn thấy ở bên ngoài một cái làn da căng mọng ấy thì mình sẽ nhìn thấy là cái lỗ chân lông nó cũng nhỏ hơn đúng không? Thì đấy là cái kiểu mắt thường mình nhìn thấy thôi. Đó, và nếu không cấp đủ nước thì da sẽ tàn, héo úa, nhăn nheo, mất độ đàn hồi, lỗ chân lông sẽ từ đó mà nhìn thấy càng to hơn. Vấn đề ở đây không phải là ở kem dưỡng mà là mọi người chưa tìm được một cái sản phẩm phù hợp đối với mình thôi. Thì đối với những bạn nào mà có da dầu mụn, lỗ chân lông to, mọi người nên chọn những sản phẩm dưỡng mà có dạng gel cream, đặc biệt là trong mùa hè nắng nóng sắp tới thì gel cream sẽ phù hợp với da của mọi người hơn. Thì đối với những ai mọi người tầm dưới 25 tuổi còn trẻ trẻ chưa cần quan tâm tới vấn đề lão hóa thì mọi người có thể chọn những cái dòng gel cream của Amphorm, của Some By Me, dòng màu xanh hoặc là màu vàng Yuja của Some By Me thì đều rất là ok. Đó, hoặc là gel
của Benton cũng được, gel lô hội của Benton cũng được. Mình thấy texture cũng mỏng nhẹ, thấm nhanh mà vẫn cấp đủ ẩm cho da. Còn những bạn nào mà trên 25 tuổi cần một cái loại kem dưỡng mà chống lão hóa một chút xíu thì sẽ có gel cream của Etude House, cũng được, mình từng review cho mọi người rồi. Hoặc là dạo gần đây thì mình thấy có một sản phẩm là Propolis Light Cream của COSRX, dùng cũng rất là ok. Mặc dù là dạng cream thế nhưng mà cái texture của nó cũng rất là nhẹ thôi, thoa lên da thì cũng thấm rất là nhanh, nhìn cũng xinh xinh xịn sò nữa. Nặn mụn non là một sai lầm mà cá nhân mình cũng mắc phải. Thậm chí bây giờ nhiều khi mình biết nó sai rồi nhưng mà nhìn ngứa mắt quá thì mình vẫn soi gương và nặn mụn mọi người ạ. Đó, thế nhưng mà biết rồi thì chúng ta nên hạn chế tối đa cái việc là nặn mụn khi nhân còn non mọi người nha. Chúng mình hãy đợi cho nó cồi cái nhân mụn lên. Bởi vì là nếu như mà nhân nó chưa già, cái sừng nó chưa cồi lên mà chúng mình đã lấy ra thì làm toàn bộ cái vùng lỗ chân lông đấy tổn thương cực kỳ luôn, vi khuẩn tấn công rồi viêm nhiễm các thứ không, càng ngày cái lỗ chân lông nó cũng càng to ra. Thậm chí nếu như mà kiểu để lâu ngày như vậy thì nó còn dẫn tới tình trạng là chúng ta bị kiểu rỗ mặt nữa cơ. Đó, thì hãy chăm sóc da như bình thường, đồng thời là nếu có mụn thì hãy dùng thêm những biện pháp như là sử dụng những cái miếng dán mụn, rồi sử dụng những thành phần như là benzoyl peroxide, BHA hay là sulfur để thoa lên những cái vùng đốm mụn đó để cho nó sớm khô và cồi nhân lên để chúng mình lấy nhá. Và khi nặn mụn thì cũng tránh tối đa cái việc là dùng ngón tay để nặn, đặc biệt là ngón tay khi mà bẩn nữa, vì là cái ngón tay của chúng ta và cái móng tay của chúng ta rất là nhiều vi khuẩn. Thì mình có một cái dụng cụ này đây, mình vẫn chia sẻ cho mọi người rồi, là cái cây nặn mụn này của Etude House, trời ơi nó thần thánh luôn mọi người. Mình có mỗi cây này mấy năm rồi ấy, 2-3 năm rồi mà nó vẫn dùng rất là thích. Thì mọi người nên sắm một cái cây này, kể cả những bạn mà có ít mụn mọi người cũng nên có một cái cây này để khi mà có bị mụn ấy thì có cái dụng cụ để giúp cho mình nặn được da. Chỉ cần ấn vào cái nhân mụn thôi là nó sẽ ra rất là vệ sinh, sau đó thì lau sạch lại bằng salicylic acid chẳng hạn, là cái vùng da tổn thương đó, cái vùng da bị mụn đó nó được đảm bảo, thì nó không viêm nhiễm nữa, thì cái lỗ chân lông ở đó sẽ không bị tổn thương và bị to da sau khi mà hết mụn. Sai lầm cuối cùng đó chính là không sử dụng những sản phẩm chống lão hóa từ sớm. Sai lầm này thì dễ gặp phải những bạn nào mà bước qua độ tuổi 20, từ 20 cho tới 25 tuổi thì da của chúng mình đã bắt đầu bước vào quá trình lão hóa rồi. Thế nhưng mà nó lại chưa biểu hiện cụ thể ở trên khuôn mặt, thế nên vẫn còn có tâm lý ỉ lại, chưa đầu tư cho những thành phần chống lão hóa cho da. Và từ đó dẫn tới việc là da sẽ sớm bị giảm elastin cũng như là collagen, làm cho da mất tính đàn hồi, bị nhăn nheo và làm cho những cái lỗ chân lông của chúng ta to hơn, xuất hiện cụ thể hơn, nhìn thấy rõ hơn và xấu xí hơn. Đó, thì một số những thành phần mà chống lão hóa cho độ tuổi ngoài 20 chúng ta nên bắt đầu cần phải để tâm rồi. Thì ở đây mình có peptide của Cleanse, mình đã review cho mọi người rồi này. Rồi có vitamin C là một thành phần chống oxy hóa cực kỳ tốt mà ngoài 20, thực ra ngoài 15 cũng có thể sử dụng được rồi, nhưng mà đặc biệt là ngoài 20 thì chúng ta nên bổ sung vitamin C vào trong cái routine skincare hàng ngày nha. Cuối cùng nữa, một cái nhân vật mà rất cần thiết để chống lão hóa, nhân vật vàng trong cái việc chống lão hóa nữa, đó chính là retinol. Thì mình cũng có retinol 0.5% của The Ordinary, mọi người cũng có thể tham khảo. Cái này thì retinol thì mình sẽ hẹn mọi người ở một cái video mình review rồi nói kiến thức chung cụ thể hơn. Còn trong video này thì có 3 thành phần, 3 sản phẩm này mà mình muốn khuyên cho những bạn nào mà da đang có bước vào giai đoạn lão hóa rồi mà lỗ chân lông đang to rồi, thì mọi người có thể tham khảo sử dụng để có thể vừa chống lão hóa vừa giữ được cái kích thước của lỗ chân lông nha. Ok, vậy là mình đã vừa chia sẻ xong 8 sai lầm mọi người dễ mắc phải trong skincare mà khiến lỗ chân lông của chúng ta mở ra to hơn. Thật ra thì nó cũng đều liên quan tới tất cả những cái bước chăm sóc da khác thôi. Mọi người hãy nốt lại những cái bước này để nếu như mà đang có lỗ chân lông to, muốn shake it nó lại thì có thể tránh được những sai lầm này và áp dụng những cái tip mình chia sẻ cho mọi người để chăm sóc lỗ chân lông của mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay. Nếu có bất cứ một điều gì đó mọi người chưa hiểu thì comment ở phía dưới, mình sẽ cố gắng trả lời nhé. Cuối cùng thì ấn like video, ấn subscribe cho channel Queen và nhấn vào cái chuông để có thể nhận được thông báo mỗi khi mình ra video mới. Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người luôn xinh. Bye.